Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham cứu trên phần kinh Viên Giác. Hôm trước chúng ta đã nói tới Viên Lai Chân Tâm Viên Giác, từ tánh Viên Giác đồng thể đại bi nhiều cấp. Tự tánh Viên Giác là sự tánh của chúng ta tạo nên các mối quan hệ, mà từ đó mà chúng ta bộc lộ được bản thân trở về với tâm thực tại. Trở về khi trở về tâm thực tại, chúng ta mới thấy hiểu được chân tâm bổn tánh, từ đó mà trí huệ được phát sáng. Khi huệ mở được sáng, điều đó có nghĩa là chúng ta đã dần đi đến sự thành tựu nhất định trên con đường của hành giả, con đường tu tập của mình. Như vậy chúng ta biết rằng đồng thể đại bi nhiều khắp, từ đó mà chúng ta thấy được sự vô lượng, từ ở trong vô lượng các công đức, vô lượng đại bi. Như vậy thì rất là nhiều đến mức mà từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác, điều đó có nghĩa là trải qua vô lượng vô biên. Chúng ta không thể dùng con số hoặc từ ngữ có thể đếm và đông đo không đếm được hết. Điều đó có nghĩa không trọng lượng, không số lượng. Đồng thời đại bi là tập hợp tất cả những điều mà các thế giới giao quan đều tập hợp lại, tạo nên lợi ích cho tất cả mọi nơi. Đối với người, đối với sự, đối với vật đều như nhau. Chúng ta không mảy may hờn trách, giận hờn và ganh đua, ích kỷ nhỡ nhen, vân vân. Tất cả những điều này không thể. Đồng thời đại bi là quý vị nên hiểu được, chúng ta đem lòng của tấm lòng đại bi của chúng ta, không thể có những tạp loạn xen vào đó, là cái trình mà chúng ta nên biết. Nhắc tới đây, tôi nhớ tới đoạn của năm xưa Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với chúng ta, để cho chúng ta thấy ngày khi rằng lòng đại bi là quan trọng nhất trên con đường hành giả của mình. Và những việc Ngài đã làm, khi có một nhà vua đã ra lệnh tùng xẻo ngài. Tùng xẻo là sao? Là cắt từng lát da đoạn thịt, tùng xẻo để là vì nghe các cận thần để cứu cha mẹ mình, tôn kính lòng hiếu thảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là bậc thần, không phải là người phàm tâm. Thì chúng ta thấy được sự Ngài đã không mảy may. Quý vị nên biết rằng từng lát thịt đoạn da đều dẫn đến cơ thể rất là đau nhất. Khi đó thân tâm sẽ trở nên bấn loạn. Chúng ta sẽ làm như chúng ta sanh ra các tánh khí cấu giận, bực tức, công văn. Nhưng sao? Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã không mảy may một chút gì sân hận, giận hờn đối với những kia. Như vậy cho thấy được sự nhẫn nhục và trinh thông của Ngài không hờ một chút gì thôi. Hay nói khác, chúng ta chỉ còn ai nói chúng ta những điều không tốt, chúng ta lại lập tức xin giận ngay. Nhưng đối với Đức Phật thì không hờ xin giận. Từng xẻo từng miếng, quý vị tự phải biết ha. Nếu chúng ta xẻo từng miếng một thì máu sẽ chảy,
và rác, rác đau đớn vô cùng. Nhưng Ngài, Ngài đã không hề ốn trách hay là thể hiện sự cáu bẩn bất tấn, bất kể là điều gì. Cho thấy được đây mới là đồng thở đại bi. Đồng thở đại bi là vô cùng, sự bao dung của Ngài vô cùng lớn, vô cùng lớn. Ngài không sinh giận, thay vì chúng ta sẽ giận hơn đối với người phàm tánh như chúng ta ha, thì sẽ giận hơn ngay khi những ai đó làm không vừa ý lòng mình là giận hơn ngay. Nhưng đồng thở đại bi thì không giúp cho chúng ta thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng được như vậy trong đồng thở đại bi, nên Ngài mới thành bậc chánh đẳng chánh giác vô thường bồ đề. Nếu ai cũng làm được thì chúng ta cũng tha thở ha. Tâm viên giác tối thượng, sự tối thượng là vô thường, không còn gì để bàn. Như vậy thì sự tâm này đã đạt định, anh đã đạt định, không gì có thể cản trở và trở ngại lớn, vì là tối thượng. Khi chân tâm bản tánh vượt qua em được sự hiện diện của sự lý và sự chướng thì không còn đã đạt tới cái đỉnh cao của chân tâm. Chỉ có những việc, những người, chỉ những ai làm được điều này mới đạt được tốt để tự nhiên. Vì thế nó sẽ chiếu theo hình tướng và chiếu từng tướng không, sinh tướng và sanh diệt. Chúng ta thấy được sự hình tướng và không sanh diệt, điều này có nghĩa là không sanh, không diệt. Trong Kinh Kim Cang cũng đã nói chúng ta sự bất không. Khi chúng ta cảm thấy được đỏ xanh trắng vàng tím, điều này không phải tất cả. Xanh không phải xanh, đỏ không phải đỏ, vàng không phải vàng, mà tím không phải tím. Đó là sự hình tướng mà không tướng ha. Tướng không tướng, hôm trước chúng ta đã học phần ha. Phần trước tôi đã giảng kỹ về phần trước. Quý vị muốn hiểu được tất cả ha, quý vị nên xem lại ở video phía trên ha. Tôi đã giảng kỹ về phần hình tướng xanh diệt ha. Xanh diệt đó là quá trình mà chúng ta tạo nên các tập, từ đó mà chúng ta hiểu được rằng sự luân hồi, quy luật của luân hồi, quy luật của đạo Phật của chúng ta là quan niệm thì luân hồi. Quý vị tu nên với các con tôn giáo bạn thì tôi không nắm rõ và chỉ nắm đôi phần giáo lý, nhưng mà ở chúng ta thì chúng ta phải về đạo Phật của chúng ta thì chúng ta phải nắm về sự luân hồi. Vì như thế thì chúng ta mới có thể lý giải được cái tư duy biện chứng và hiện tượng các hình tướng, hai tướng đó là cũng đều dễ hiểu. Chúng ta thấy được sự các pháp tướng đều có nhiều, nên vì vậy mà hàng tướng không hai tướng. Hàng tướng không hai tướng là sự nhất định biến thở của các tướng, trong đó là không hai tướng không nảy sinh, không sinh các tướng khác. Đó là quá trình mà chúng ta nên biết. Hai tướng này là chính là của sự sanh và diệt ha. Khi chúng ta có các cặp đối lập với nhau, sanh diệt, diệt sanh, 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 diệt sanh
nên em biết cách tập đối lập với nhau, đối xứng với nhau. Đó cũng là vòng quay và quy luật của kiếp nhân sinh của chúng ta. Chúng ta lý giải về kiếp nhân sinh, vòng quay, quy luật cũng đúng ha. Sanh diệt, phát sanh, ác có, phát diệt, sanh diệt theo Hán ngữ, còn phát sinh, ác có, phát tử là như vậy. Như vậy chúng ta thấy, chúng ta biết được
cây xanh lá rụng, lá rụng và cội, đó là tất cả điều chúng ta thấy được. Đây là các hình tướng mà chúng ta thấy. Đây là sao? Đây là sự hiện, sự hiện. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển Đức Phật hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.